Rồi máy mới về nha anh em. Đây thùng. Rồi ba máy lại tiếp tục lên đường tiếp Hồ Chí Minh. Rồi cảm ơn anh Nam ở Hồ Chí Minh lại ủng hộ thiết bị máy chuẩn đoán Smartoon và chia sẻ cho anh em cái winner này, anh em vào nhiều này, mới anh em thợ yếu rồi. Đây. Cái chuyện này nó khá là nhỏ và con xe nó bị bận như này thì chúng ta không cần phải đo kiểm cái gì nó nhiều cả. Thì chúng ta hãy chia sẻ nha. Để AB đi khoảng mấy ngàn cây làm nồi. Dung giật. Xe chạy 3.857 km nha anh em. Làm nồi. Xe chạy 3.000 làm nồi. Để va chán quá. Thả tim nhanh lên. Xe chạy 3.000 cây làm nồi. Thì hy vọng rằng em chia sẻ clip này, hy vọng rằng anh em xem thì anh em sẽ học được. Nó đơn giản thôi. Winner này. Chứ không cần phải gọi điện thoại hỏi nó bị cái gì. Đúng không? Bị cái gì là cái gì. Múc phát ăn ngay riêng dòng Winner này. Chúng ta không cần phải suy nghĩ, không cần phải gọi điện thoại hỏi ai cả. Bởi vì cái ban này nó cha mẹ sinh ra đã bị rồi. Đúng không? Chia sẻ mặn like. Sai. Sai này cũng chẳng có cái gì cả. Tí nữa chia sẻ sai luôn. Thì chia sẻ lên cả nhà ơi, vào cái fanpage chia sẻ mặn lên. Mẫu gì đâu? Hả? Đưa cái tông lên chưa? Chia sẻ mặt like đi cả nhà ơi. Chia sẻ luôn cả Sai và Winner luôn nhá. Ok, tay ga Xuân Dần. Mẹ tay ga Xuân Dần, mẹ giỏi thật. Mẹ đúng là biệt danh tay ga Xuân Dần. Xe này mới làm côn luôn nha anh em. Thay côn rồi. À và thông báo thì Tuấn sẽ khai giảng khóa học online 15 đêm vào đêm 28 tháng 10 nha anh em. 28 tháng 10 này nha anh em, ngày nay 20 rồi nha. Rồi 7 đêm nữa chúng ta sẽ học nha. Thì Tuấn kính mời thông báo khai giảng khóa học online 15 đêm vào đêm 28 nha. Và 26 mình sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm. Cái này. Winner này, cần gì đâu mà các bạn hỏi, còn anh em nào biết rồi thôi này, lên ga nhẹ nhàng ok này. Ok, không hộp đúng không? Này. Đấy, còn bây giờ này, quan trọng đôi tay này, vuốt lên này. Đấy, cái này nó chỉ chết TB. Có gì đâu phải phải hỏi làm cái gì nhiều đúng không anh em? Tháo ra thay bộ ba này, thế thôi là chết bộ ba rồi. Rồi lên nhẹ nhẹ vẫn chạy được này. Đấy
đôi tay không ra bận rồi. Thấy chưa? Lên này. Đó, chết TB. Cho các bạn làm việc ấy. Anh em hiểu không? Chẳng cần phải hỏi làm cái gì cho nó mệt. Đấy, tay đưa nhẹ nhẹ lên cái đôi tay này. Bắt chó này, đoạn này bị người ta đuổi bắt chó này, hộp này. Đấy, mới ông mà sử dụng winner đi bắt chó mà mới ông không thay TB đi là mới ông chết. Hiểu không? Bởi vì người ta phát hiện ra mới ông bắt chó, người ta đuổi mới ông lên ga này là mới ông chết, mới ông đang chạy này đúng không? Mới ông lên ga phá sao? Thế là ông mới ông bị quánh là đúng rồi, bởi vì mới ông thay TB. Rồi, ok anh em, đúng không ạ? Ok, tí nữa chỉ nốt con ẹt này. Bây giờ lấy cái máy ra remap cái nhá. Ok, ba máy chuẩn bị lên đường anh em này. Máy hết rồi, mới về sáng nay. Sao, thức kẹt, thức lá sao? Gọi luôn thôi, đang live stream. Mấy anh em ít theo dõi thì Tuấn nhỉ, vào cái fanpage theo dõi, cứ gọi luôn thôi. Thế hay này công học. Rồi bây giờ là cái bản sờ mất tun ra mở tua cái nhá. Ồ xì kê. Mở tua cái tí nó gạ thay vì bộ ba cái nữa là xong. Mở tua nha anh em. Đây. Máy mới này, tháo ra phải kiểm tra hết. Chia sẻ đi cả nhà ơi. Ba máy lên đường Hồ Chí Minh này, thiếu gì ông bán máy. Cái quan trọng là anh em tin tưởng, anh em yêu thôi. Đúng không? Lại chuyển vào Hồ Chí Minh thôi. Đây. Lại đi Bình Dương thôi, lại đi Bình Thuận thôi. Dạo này anh em ở Bình Thuận ủng hộ Đình Tuấn máy Summer Tool nhiều thật. Mô hình chiều nay lại Hồ Chí Minh nữa thôi. Rồi bây giờ test TB. À, mình khai giảng khóa học ngày 28 tháng 10 nha các bạn và anh em. Mình khai giảng vào ngày 28 tháng 10 nha. Rồi, Đình Tuấn kính mời tất cả anh em tham gia khóa học bên mình. Thì anh em nào nhanh tay, nếu chúng ta không mua máy thì chúng ta đăng ký mất tiền. Còn chúng ta mua máy rồi thì tặng chúng ta khóa học. Ok. Rồi, anh em tranh thủ nhá. Máy dạo này mình bán khá là nhiều. Rồi, cái này muốn mở tua cho em trai 5 lít thay bộ 3 8 lít là 1.300.000, thay đèn xi nhan nữa tầm khoảng 2.000.000. Chiều nay remap, đầu tiên remap sẽ test cho anh em cảm nhận vì TBS tự động sẽ nhận diện tìm xe. Rồi chúng ta sẽ cảm nhận về cảm biến TBS là cảm biến bướm ga. Hiện tại đang là 00. Điện áp 390mV, chúng ta kéo ga này. Rồi, kéo ga từ từ này. 10 độ này. 17 độ này. 22 độ này. Rồi, đẹp nè. 44 độ này. 55 này.
Đấy, hết ga mà lại tụt xuống. Đấy, hết ga tụt có 8 độ. Nhả ga về này. Đấy, 59 độ này. Đấy, 59 độ thì điện áp sẽ là 3V3, kéo lên một tí nữa. Rồi, cái này không được 60 độ nha anh em. Rồi, xuống. Rồi, hai mấy độ, kéo hết ga. Rồi, 19 độ. 7 độ, hụp. Thế thôi, có cái gì đâu. Rồi, treo lên đây luôn cho quý vị coi. Đây. Được chưa? Đây này, tay ga này. Làm này cho anh em thực tế này, lên từ từ này. Tay này. Hết ga này. Cứng kim này. 8 độ, 7,5 độ làm sao mà nổ. Rồi, nhả ga này. Kéo lên này. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta remap. Remap mở tua. Gắn rác lại cái đá, rớt rác rồi. Rồi, ok, lấy tiền nè. Đầu tư máy thì phải lấy tiền nè. Remap. Rồi, ở đây nó có rất nhiều cho anh em. 13.000 vòng RPM nè. Bô xăng lửa nè. Thái nè. 14.000 vòng nè. Thái nè. Đấy, chúng ta thấy khoái không? Bô xăng lửa này. Chạy này. Đấy, tí nữa chúng ta thay con TB vào nữa là ngon. Đang thiết lập. Rồi, đang nạp phần mềm chip chủ MCU. Đó. Winner này nó bẩm sinh ra nó đã hư TB rồi mà anh em. Cha mẹ sinh ra nó đã hư rồi, nó giống V-Sơn ấy. Nó giống V-Sơn mà chết bơm xăng liên tục ấy. Thì cái loại TB, cái loại Winner chết nhiều nhất. Cái thứ hai là SH. Đấy, khá là nhiều. Winner này là chết TBS khá là nhiều và SH bỏ ga liên tục. Bởi vì người ta sản xuất ra để nhanh chết, để mới bán được sản phẩm. Đó là hãng Honda đó. Hãng Honda mà bơm xăng chạy khoảng 200 km, chết bơm lia địa. Nồi mới chạy khoảng 3.800, rung đật đật. Càng mới thì càng nhanh hư thôi. Ừ, bao nhiêu thì thợ lại có tiền bấy nhiêu thôi. Rồi, 70%. Mua máy tặng khóa học nha. Tặng bộ tài liệu luôn nha. 15 đêm khai giảng vào ngày 28 tháng 10 nha anh em. Rồi, đơn giản, việc còn lại mỗi cầm cái tay vào cái chìa khóa tắt, mở. Rồi, lên ga thì bô. Anh em thấy lực không? Thank you.
Anh em thấy tay dẻo không? Tay này mà ngày xưa ấy, ngày xưa tí ra trường đua 2K, bữa nay kiểu có vợ rồi, già rồi anh em hiểu không? Vẩy. Quan trọng là cái vẩy này anh em này, ăn tiền hay không nhờ cái vẩy này. Ôi giời, để mình uy em phải chiến lược mặn vào chứ. Đấy, anh em thấy không? Rồi bây giờ khách hàng cảm thấy đi chán rồi, tông trụ điện nhiều quá rồi, phê quá rồi, bây giờ khách hàng bảo về zin. Ok, về zin khoảng 2 xị. Tiếp, nãy chúng ta đưa lên 14K. Rồi chúng ta sẽ về cái bản gốc đang thiết lập thông số cài đặt cho ECM, vui lòng đợi. Rồi lỡ may đang chạy phần mềm tụt cáp, rồi tụt cáp. Ê, mở lên. Rồi, không có đèn FI nữa rồi. Rồi, lúc này chúng ta sẽ đề sẽ không được rồi. Không nổ. Bởi vì ECM đang ở trạng thái ngủ, ngủ đông. Rồi, bây giờ chúng ta lại bật khóa điện lên. Chúng ta vào xem sao. Gmap. Không chết đâu mà sợ. Chết cha, chù cha, vui lòng đợi cập nhật biên bản kế tiếp, xong chúng ta khóc. Giờ ăn phải làm sao? Giờ ăn phải làm sao đây? Để tốt cho cả hai. Rồi, giờ làm sao? Rồi, phát ra, remap lại. Trời, vui cập nhật biên bản kế tiếp. Thì chúng ta phải làm sao? Làm sao đây? Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta lại tắt khóa điện. Thì đương nhiên sẽ tắt máy kết nối. Bình tĩnh mở khóa điện lên. Chia sẻ cho thầy đi. Rồi, remapping mỗi người chia sẻ khoảng 5-7 nhóm. Enter. Từ đầu. Ôi giờ chết rồi. Trời ơi, giờ phải làm sao? Vui lòng đợi cập nhật biên bản kế tiếp. Chết rồi. Rồi xong rồi. Xong. Rồi. Mơ chi là mơ. Cà cà. Xong. Mơ chi là mơ. Đúng không? Giờ anh em phải làm sao? Thức thì thầm. Trời ơi, tiếp tục thử xem nào. Remapping. Trời ơi, vui lòng đợi cập nhật biên bản kế tiếp. Rồi, không sao. Vấn đề này chuyện nhỏ. Rút cáp. Được chưa? Đấy, rút cáp. rút cáp. Rồi, cắm cáp vào. À, có mình tôi khổ ghê gớm. Rồi, ok. Tiếp tục. Remap. Chết rồi. Xong xác rồi. Rồi giờ phải làm sao? Thoát ra. Vào động cơ. Nghịch tá là. Rồi. Trời ơi, hàng tả. Rồi.
Đây, Ezimap, Honda. Trời ơi, vui cập nhật không à. Giờ phải làm sao? Rồi. Rồi. Đúng không ạ? Giờ phải làm sao? Rồi, xong. Để chúng ta cứ loại hoại, chúng ta chẳng biết làm cái gì. Cứ lại đi tắt khóa điện như thế này. Lại mở lên như thế này. Đúng không ạ? Lỡ mày bị đứt nguồn mà. Lại vào remap. Rồi, xong. Out. Rồi, cứ như vậy liên tù tì. Ở dưới này thì không được. Remap qua căn hình để từ không được. Giờ làm sao anh em? Tùy chọn. Cái này chúng ta phải nhập mã ICM ID. Chia sẻ mạnh lên. Chia sẻ mạnh lên nào. Chia sẻ mạnh lên anh em. Trời ơi, giờ này làm sao? Chia sẻ. Điện thoại đâu? Giờ không có điện thoại thì làm sao? Giờ đang live stream. Giờ đang live stream. Rồi, xong. Xong xác. Sao anh rành hú em cái? À, đó là vấn đề chúng ta tụt cáp. Thì cái này đơn giản thôi, có một cái cách để anh em bấm vào lại. Thì trong nhóm họp mình sẽ chỉ. Còn cái thứ hai thì các bạn có thể là chọn cái gì? Tùy chọn. Đúng không ạ? Đó, các bạn sẽ mở vào cái app ALL Moto để các bạn nhập lại. Được chưa? Ừ. Nó không có gì nó ghê gớm cả. Ừ. Không có gì là các bạn phải sợ. Ừ. Đó, ok. Đúng rồi. Ok, đúng không ạ? Rồi, thì anh em có thể vào cái phần tùy chọn để chúng ta làm lại. Và cái một cái này hay không cần phải vào tùy chọn nữa. Thì hẹn để anh em trong nhóm học. Đó. Còn bây giờ anh em sẽ vào cái bản mã của nó, chúng ta lục ra cái mã ECM ID và đồng thời chúng ta sẽ nhập vào. Anh Tay Ga Xuân Dần cho em xin cái mã luôn đi anh. Anh Dần ơi, nhắn cho em cái mã đi anh. Winner V1. Lột quần áo chị ra. Anh Dần ơi, cho em xin cái mã đi anh. Giờ làm sao? Rồi, cái này nó đơn giản mà, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy điện thoại, chúng ta nhập lại.
Rồi các bạn và anh em có thể đi vào đây. Đây Winner. Rồi cái má của nó là cái hình đỏ đỏ này nha anh em. 016 894 737 nha. 016. Rồi 894 737. Rồi ok. Rồi em kiểm tra lại nào. Rồi mốc phát. Rồi nạp file gốc. Ho đầu anh em ơi. Rồi ok. Chúng ta lại mở lại file gốc cho khách hàng. Tít 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 tít. Đây, sử dụng đơn giản đúng không ạ? Lấy tiền. Mới lên keng cho em mang test cho cả nhà luôn. Chiều lại ship hàng cho anh em tiếp. Winner này giờ rẻ lắm nha các bạn, hơn 10 triệu. Con này tầm nhất 10 triệu. Winner XR tầm hơn 20 triệu nha anh em. Thử file khác bình thường em dần, sai nạp lại thôi có gì đâu anh. Dần lắm tiền mà ông đầu tư con sò mất tôn này xài cũng phí nhỉ. Tay ga xuân dần mẹ cứ xài con cũ cũ ấy không. Rồi. Có đèn FI. Vướng cả điện thoại, thoại lung tung hết. Rồi, chia sẻ cho anh em cái điều nhỏ nhỏ trên con xe Airside này. Airside này hay báo R-1 nữa, được thứ nhất rồi. Là đơn giản thôi. Anh em hãy kiểm tra kỹ cái dây điện 12V sau khóa. Rồi này, nó có hai rắc này. Từ khóa này đi ra này và từ nó này đi ra dây điện sườn nó hay bị lỏng và chập chờn ở đây này đó. Thấy chưa? Đó thì hãy nêm chặt cái dây này lại, riêng dòng xe sai nó chuyên đời bị cái rắc này. Đó nó rất lỏng. Đấy. Đấy. Đấy nó làm rất mỏng. Đó và nhiều người thợ rút ra rút vào nhiều nó lét cái mồm. Đi nó lắc. Dùng kìm bóp nó lại là xong. Khỏi cần phải hỏi. Đúng không? Anh em gặp chưa? Gặp cho bấm cái ok.
Nhớ. Đó là dòng xe sai. Còn nhiều cái hay lắm. Rồi, và ở đây nó có con diode. Cái này để chúng ta sử dụng tay côn này. Khi còn số này. Bóp amara là chúng ta để đấy. Rồi, thế thôi. Mua dùng cái thuốc hút này. Có thuốc. Thuốc kia hút nặng quá. Rồi, xin chào anh em nhé. Anh em nào cần cái gì thì anh em lại comment nhé. Hẹn anh em vào đêm 28 tháng 10, 28 tháng 10 tới đây đúng không ạ? Chúng ta lại gặp nhau vào lúc 19:30 cho tới 22 giờ hàng đêm. 28 tháng 10. Rồi, đấy. Đây toàn là bản F và bản R không à? Có smart tool 8,5 triệu, chúng ta vẫn mở tua được và đọc thông số, vẫn làm fan ABS được nha. 8,5 triệu, bảo hành 1 năm mới leng keng. Anh em nào cần comment. 8,5 triệu, 9,8 triệu, 15,8 và 18,8. Ok, 8,5 triệu, 9,8 triệu, có con smart tool xài luôn. Rồi, xin chào quý anh em. Tuấn tiếp tục ngồi đây lên hóa đơn. Để chiều nay đi. Trời ơi, nhóm học này khá là nhiều máy anh em biết không? Đây. Cái này Nam ở Hóc Môn này. Smart Tool này, 3F này. Cái này chuyển khoản rồi này. Đá này, chuyển này, khoản này, ok. Đó. Nhiều lắm anh em ạ. Sờ mắt tôn này, gặp vào đây này. Đó. Đấy. Ngày nay đi này, 20 tháng 10 này. Ok, khá là nhiều máy này. Đó, trời ơi, máy không nè. Đó, tháng 10 này nè, chuẩn bị online nè. Quá trời máy luôn nè. Đó, thấy máy không? Smart Tool Motocan. Khá là nhiều. Quyển này là anh em mua máy tặng online. Còn quyển này anh em đăng ký nè, chiều nay gửi tiếp và toa hàng. Và cuối cùng nó sẽ set lên app. Đây, app Viettel Post. Mạng yếu quá. Tiền hàng. Thống kê 294 triệu 597 ngàn 155 đồng. Tiền ship hết 4,9 triệu. Thấy chưa? Đó. Đó là tổng à, mình có ship cóp tháng 1. Đầu tháng 10 đến giờ là 82 toa. Hôm nay là ngày 20, cho là 20 ngày, 82 toa hàng. Thì anh em biết rằng anh em ủng hộ đông cỡ nào không? Và từ cái đầu tháng 10 đến giờ, cái này là cái app này nó tổng 1 tháng 1. Rồi. Đâu. Đây. Tháng này. Đúng không ạ? 30 ngày trước. 14 ngày trước, tháng trước, tùy chọn, ở cái này là tháng này, nó áp dụng. Đó, ok.
Thì đương nhiên những biêu phẩm người ta kiếm lời 5 triệu, trong tổng thiệt hại là 294 triệu thì tiền ship cóp người ta kiếm được 5 triệu. Rồi app anh em nào có trong này chạy hết. Đứng luôn rồi. Đứng luôn. Nặng máy, máy điện thoại làm việc liên tục. Đơn hàng. Đấy. Bây giờ Thanh Hiền. Đấy, 10 triệu này, có 10 triệu này, 8 triệu này, 9 triệu này. 8 triệu này đúng không? Lủ khủ 10 triệu này. 14 triệu này. Ờ, nó cứ triệu trong này. 700 mấy, to nhỏ đủ các kiểu. Ờ. Tạo đơn. Đấy, số điện thoại. Ra thôi, có cái gì đâu. Rồi, xin chào quý anh em thợ máy trên toàn quốc. Bye bye. Bye bye nhá.